các bạn thân mến, xây dựng 360.vn với tiêu chí xây tâm dựng tầm chuyên nghiệp làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn, xin chia sẻ online kỹ năng thực dụng VBA Excel phần 1 bài 1 tiếp cận code VBA những bước đầu đời. Như chúng ta đã biết, Excel là một phần mềm bảng tính rất mạnh dành cho người dùng tạo ra các báo biểu khác nhau. Việc thường xuyên làm với Excel đó là chúng ta tạo ra các bảng biểu mà định dạng phông chữ, các ô, các xích theo mong muốn của chúng ta. Ví dụ như định dạng các phông chữ bằng bôi màu ô, chữ đậm, nghiêng, gạch chân, canh trái, canh giữa, canh phải cho chữ, chọn màu chữ. Từ một cơ sở dữ liệu bắt đầu, chúng ta kéo xuống cho các dòng dữ liệu sau để lấy theo dữ liệu ban đầu, hoặc là từ một ô đã có sẵn dữ liệu, chúng ta copy và dán sang một ô khác, chèn dòng, xóa dòng, vân vân. Những công việc này nếu chúng ta làm thủ công trong Excel thì có các nút lệnh và thao tác trên bàn phím thực hiện việc làm bảng tính theo nhu cầu của mỗi người. Bài học của chúng ta hôm nay chính là tìm hiểu cách code lập trình VBA như thế nào để máy tính hiểu được mong muốn ra lệnh của người dùng để tự động thực hiện những việc định dạng tạo bảng tính theo mong muốn của chúng ta thông qua công cụ VBA trong Excel. Việc đầu tiên, chúng ta bấm phím tắt On F11 trên bàn phím. Chúng ta sẽ tái hiện lên cửa sổ Microsoft Visual Basic, chính là cái cửa sổ dùng để lập trình code VBA cho toàn bộ cái bảng tính Excel của chúng ta. Ở banner bên trái, chúng ta thấy các đối tượng của workbook chúng ta. Sheet 1, sheet 4, các sheet của workbook này. Cái dự án VBA, cái đặt tên theo cái bảng tính là tìm hiểu sơ lược VBA, trùng với tên của bảng tính Excel của chúng ta. Còn banner bên tay phải chính là để thể hiện viết toàn bộ code lập trình. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại là chưa có một cái dòng lệnh nào cả. Bây giờ chúng ta trở về lại màn hình Excel lúc ban đầu. Đây là một sheet mà chúng ta đã có dữ liệu sẵn có, và đây là cái mong muốn của chúng ta trình bày trong cái bảng tính này. Ở một dữ liệu sheet bên cạnh thì chúng ta là ở cơ sở dữ liệu gốc, chưa định dạng gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dùng bộ thu macro trong Excel để ghi lại toàn bộ cái tiến trình mà chúng ta thao tác như thế nào. Ở trên tab developer, chúng ta thấy có công cụ record macro, tức là ghi macro. Chúng ta bấm vào tên macro, thì cái này do mỗi người dùng tự viết theo cái tên nào lợi nhớ nhất. Đây là chúng ta đang test thử. Phím tắt để chạy dòng lệnh macro ghi được. Đây tôi đặt là Ctrl L, thì tùy mỗi bạn chúng ta thích gì chúng ta ghi vào đây. Mô tả cho macro chúng ta đang ghi một cách cho gợi nhớ, tùy các bạn đánh gì vào đây cũng được cho gợi nhớ, để sau này chúng ta nhìn macro mà chúng ta dựa vào cái mô tả này để chúng ta biết được macro này có tác dụng gì. Ok, thì chúng ta thấy lúc này chuyển sang dòng chữ stop recording, tức là dừng ghi macro, tức là hiện nay macro đang tiến hành ghi lại toàn bộ thao tác chúng ta trên màn hình. Ở đây chúng ta định dạng theo như cái kết quả mong muốn ở sheet đầu tiên. Đầu tiên là bôi vàng, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chữ màu đỏ, canh trái, canh giữa và canh phải cho ô. Từ một ô ban đầu, chúng ta kéo fill xuống cho các ô còn lại. Từ một ô ban đầu có dữ liệu, chúng ta bấm copy, dùng nút lệnh có sẵn trên Excel hoặc là dùng phím tắt Ctrl+C đưa con trỏ sang vị trí khác, và chúng ta bấm nút dán hoặc là Ctrl+V trên màn bàn phím.
mấy cách để thoát. Kẻ ô chèn dòng, xóa dòng, chúng ta trở về lại tab developer để dừng việc ghi macro lại. Chúng ta bấm on F11 để trở lại cái giao diện Windows cửa sổ của VBA Excel. Chúng ta thấy xuất hiện một module. Trong module 1 thì chúng ta thấy toàn bộ cái macro chúng ta được ghi và thành những câu lệnh ở đây. Rất là nhiều. Thì chúng ta lần lượt xét theo từng cái một. Đây là chọn OB4, là lúc ban đầu chúng ta chọn OB4 ở bên này. Selection, tức là với cái vùng chọn thì cái màu chúng ta bôi màu vàng. Thì ở đây toàn bộ cái này chúng ta tìm hiểu sau. Ở đây câu lệnh rất là nhiều, mới người chúng ta mới tìm hiểu thì chúng ta chưa hiểu hết được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi, các bạn không cần quan tâm lắm, vội vàng để tìm hiểu những cái câu lệnh này có ý nghĩa gì và nhớ chúng ra sao thì không cần thiết. Vì bản thân tôi đến bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được việc những cái câu lệnh này. Tuy nhiên, hoàn toàn vẫn lập trình được bằng cách không cần nhớ. Thì cách như thế nào? Đó chính là dùng bộ thu macro mà tôi vừa trình bày cho các bạn. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu các câu lệnh này nó thực hiện thao tác gì trên bảng tính Excel của chúng ta. Bằng cách trở lại bảng tính, chọn Sheet kiểm tra code 1, chính là cái dữ liệu ban đầu mà chúng ta chưa tiến hành định dạng hay xóa dòng. Sau đó mở màn hình VBA bằng cách bấm on F11 trên bàn phím, đưa con trỏ vào trong vị trí của macro text mà chúng ta đã thu được, bấm phím F8. Phím F8 có chức năng là duyệt qua từng dòng lệnh để kiểm tra xem macro đã thực hiện cái thao tác gì. Bấm F8 tiếp tục. Bước này chúng ta đang thấy là chọn OB4, thì con trỏ chúng ta đang ở OB4 nên nó vẫn nằm vị trí đó, vẫn chưa có gì xảy ra trên màn hình của chúng ta khi duyệt qua câu lệnh, vẫn chưa có. Tại câu lệnh color bằng 653535 thì chúng ta thấy OB4 đã chuyển sang màu vàng đúng theo ý của chúng ta. Như vậy ở hai cái này chúng ta thấy cái dòng lệnh này thừa. Thì việc thừa như thế nào, chúng ta sẽ có một cái bước nữa, đó là thu gọn lệnh macro thu được. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang thực hiện việc duyệt từng dòng lệnh để xem lệnh macro chúng ta thu được nó thực hiện như thế nào. Chúng ta tiếp tục bấm phím F8. Range B5 select, tức là chọn OB5, thì chúng ta thấy con trỏ ô của chúng ta từ OB4 nhảy xuống OB5. Bold, tức là đậm phông chữ selection, tức là vùng chọn, phông chữ vùng chọn bằng true thì chúng ta đã thấy kết quả ở OB5, chữ đã chuyển sang màu đậm. Range B6, tức là chọn OB6, thấy con trỏ của chúng ta đã nhảy sang OB6. Ở đây chúng ta nếu biết tiếng Anh cũng rất là thuận tiện. Rồi selection, tức là vùng chọn, là phông chữ, italic, tức là nghiêng, là chọn chữ nghiêng, thì chúng ta đã thấy chữ ở OB6 đã chọn sang nghiêng. Tiếp tục chọn OB7, con trỏ tôi đã nhảy sang OB7. Và chữ gạch chân, underline, chúng ta đã thấy chữ ở OB7 được gạch chân. Range B8 select, tức là chọn OB8, thì chúng ta thấy con trỏ đã nhảy xuống OB8. Sau khi dòng lệnh duyệt qua color bằng âm 16776961 thì thấy chữ đã chuyển sang màu đỏ.
chọn ô B9. Để thấy duyệt qua dòng lệnh này, chữ đã chuyển sang được bên trái. Những dòng lệnh này chúng ta cũng chưa thấy tác động gì trên màn hình chúng ta. Chọn ô B10. Sau khi duyệt qua dòng lệnh này, chúng ta thấy chữ của chúng ta đã nhảy vào định dạng ở giữa ô. Tiếp tục bấm phím F8 để duyệt qua từng dòng lệnh. Chọn ô B11. Sau khi duyệt qua dòng lệnh X-Ray thì chúng ta thấy chữ đã được định dạng nhảy sang bên trái. Bên phải, xin lỗi các bạn. Chọn ô C4, thấy con trỏ của chúng ta đang từ cột B nhảy sang ô C4. Sau khi duyệt qua dòng lệnh Autofill ở vùng ô C4 đến C11, C4 đến C11 thì đã thấy lệnh copy xuống. Chọn ô D4. Copy. Chọn ô D11. Con trỏ chúng ta nhảy xuống ô D11. Dán. Chúng ta thấy dữ liệu của ô D4 đã dán sang ô D11. Chọn vùng ô C4 đến C11. Chúng ta duyệt qua dừng dòng lệnh. Bấm F8. Chưa thấy tác động gì lên trên cái vùng của chúng ta đang mong muốn. Sau khi duyệt qua dòng lệnh này, chúng ta thấy ô của chúng ta đã được cải khung. Chọn dòng 8 thì chúng ta thấy con trỏ của chúng ta đã chọn toàn bộ dòng số 8. Chúng ta thấy được chèn thêm một dòng trống ở ngay dòng số 8 chúng ta chọn. Sau khi có dòng Dalek thì chúng ta thấy dòng đã bị xóa và kết thúc. Như vậy, qua bài này chúng ta đã đưa ra được một kết luận, đó là dùng bộ thu macro ở trong Tab Developer Excel, chúng ta có thể ghi lại được toàn bộ các thao tác định dạng làm việc với bảng tính trên màn hình, ghi thành câu lệnh macro trong cửa sổ của VBA. Các cốt lập trình này chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta bấm phím F8 để duyệt từng câu lệnh và tìm hiểu dần. Và thông qua việc duyệt qua từng câu lệnh, chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều câu lệnh mà không biết nó dùng để làm gì vì không thấy tác dụng tương ứng trên màn hình, và chỉ một cái số câu lệnh cần thiết. Như vậy có nghĩa rằng sẽ có những câu lệnh thừa, thì thừa như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu về lại bảng tính. Tại sheet kiểm tra code 2, chúng ta kiểm tra lại macro mà chúng ta thu được sẽ thực thi như thế nào bằng phím tắt Ctrl-L mà chúng ta đã định dạng lúc ban đầu. Rồi, test Ctrl-L mà chúng ta đã định dạng lúc ban đầu. Bấm Ctrl-L trên bàn phím. Chúng ta đã thấy toàn bộ sheet đã được định dạng ngay tức khắc theo đúng yêu cầu, kết quả mong muốn. Vậy bài học ở đây tạm thời đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn.